Diễn biến thời tiết tại Hà Nội trong 48 giờ qua tiếp tục duy trì có sương mù dày đặc, xuất hiện hầu hết thời gian trong ngày. Nền nhiệt có tăng hơn nhưng thời gian ban ngày sương mờ chỉ thoáng giảm và có nắng tuy không đáng kể. Chi tiết thời tiết thủ đô Hà Nội ngày mùng 2, mùng 3 tháng 2. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm từ 18 đến 20 độ C, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 22 đến 24 độ C. Hình thái này không chỉ cho cảm nhận khó chịu mà còn khiến độ ô nhiễm trong không khí ở một số khu vực tăng cao. Người dân cần chuẩn bị trang phục chống ẩm phù hợp, cũng như nên trang bị thêm khẩu trang khi di chuyển ngoài trời. Đặc biệt vào thời điểm đầu giờ sáng, cuối giờ chiều, lưu lượng giao thông và khí thải phương tiện không kịp thoát đi dễ gây ảnh hưởng sức khỏe đường hô hấp. Các chuyên gia khí tượng cũng dự báo nhiều khả năng sương ẩm sẽ duy trì trong ít ngày cận Tết tới đây.